Đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam sẽ cùng tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Cảm xúc tháng 10 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Chương trình Cảm xúc tháng 10 sẽ có những tác phẩm kinh điển về Hà Nội, kết hợp những tác phẩm đi sâu vào nội tâm và cả những tác phẩm mang hơi thở mới, hiện đại được biểu diễn trong chương trình. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng thuộc các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn. Chương trình bao gồm 4 chương với 23 tác phẩm, không chỉ gợi nhớ về những ngày tháng 10 lịch sử cách đây 70 năm, mà còn cho thấy sự tiếp nối truyền thống ở hiện tại và tương lai. Người thủ đô vẫn giữ vẹn hào khí ấy trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đêm nhạc Cảm xúc tháng 10 do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 4 tháng 10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến một trong những đêm nhạc chất lượng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Chiều ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội, Ban tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 Vì Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vòng chung kết sẽ được diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 Vì Hòa Bình năm 2024 là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm tròn 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận là thành phố Vì Hòa Bình. Vòng chung kết năm nay thu hút 1.000 vận động viên thi đấu chính thức được tuyển chọn từ 30 quận huyện, thị xã, trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố. Trong đó có 200 người nước ngoài là cán bộ nhân viên của 12 đại sứ quán, tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Các vận động viên tham gia ở 7 nội dung thi đấu với tổng giá trị giải thưởng khoảng 100 triệu đồng. Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy sẽ tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần lan tỏa nếp sống đẹp tích cực, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần quảng bá hình ảnh về thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, một Hà Nội xanh sạch đẹp, với những con người sống tích cực, yêu thể thao và hòa bình tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 9 tại trường Tiểu học Vạn Bảo, thành phố Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2024-2025. Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông, đặc biệt là với các em học sinh lớp 1, vốn là lứa tuổi quan trọng, hình thành nhận thức, tư duy, thì việc tạo cho các em thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết. Qua đây thì chúng ta cũng muốn truyền thông một cái thông điệp là khi tham gia giao thông thì mọi người cần đội mũ bảo hiểm để tránh những các cái thương tật do tai nạn gây ra, và đặc biệt là đối với lứa tuổi trẻ em, đối với lứa tuổi học sinh, đấy là những mầm non tương lai của đất nước, thì chúng tôi mong rằng là qua sự kiện này sẽ truyền thông đến cái thông điệp mạnh mẽ để mà toàn dân, tất cả mọi người khi tham gia giao thông đều có cái ý thức về việc chấp hành tuân thủ luật lệ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao đến các em trong những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa lớp 1 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong mùa tựu trường đầu tiên, trở thành tiền đề cho thói quen luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, trang bị cho các em kiến thức bảo đảm an toàn giao thông cho chính mình và những người xung quanh. Vào chiều qua 23 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về những hoạt động nổi bật sẽ được các cấp hội tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết trong tháng 10, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sẽ diễn ra sôi nổi và phong phú tại thành phố Hà Nội, bao gồm các sự kiện trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024, chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024, trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất và biểu dương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tiêu biểu, trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động chào mừng khác như sự kiện truyền thông phụ nữ làm chủ cuộc đời, chiến dịch truyền thông vận động thúc đẩy bình đẳng giới với chủ đề thanh niên dân tộc thiểu số tiên phong thay đổi định kiến giới và khát vọng phát triển, hội thảo khoa học quốc gia công tác phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, cơ hội và thách thức. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng thông báo hội đã vận động ủng hộ các gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt gây ra với tổng trị giá hơn 52 tỷ đồng bằng tiền mặt, quà và hiện vật.